Chào mừng bạn đến channel Trải Nghiệm Game. Đi rừng là vị trí cực kỳ hot và đa số các kiện tướng đều muốn chơi và tranh giành vị trí này. Nhưng các bạn có biết rằng người đi rừng gặp rất nhiều áp lực từ đồng đội và kể cả từ đối thủ, phải ứng phó với hàng loạt mối nguy thường trực, đặc biệt là việc bị cướp rừng xảy ra cực kỳ thường xuyên, bậc xếp hạng càng cao xảy ra càng nhiều và đầy đủ các chiến thuật. Vậy thì phải làm sao để đối phó với các pha tấn công từ đối thủ? Cùng tìm hiểu top 5 cách đối phó khi bị cướp rừng. Nào, bắt đầu. Top 5: lấy công làm thủ. 3 đến 4 người thủ cùng bạn, còn 1 đến 2 người sang cướp. Kêu gọi 1 đến 2 đồng đội sang cướp bùa xanh hoặc bùa đỏ của đối phương, hoặc đơn giản là thả thính để đối thủ tưởng lầm bị cướp bùa và phải ngay lập tức chia lực lượng ra phòng thủ, giúp đồng đội ăn bùa đơn giản hơn. Top 4: trao đổi bùa. Cách này sử dụng trong trường hợp nếu bị cướp bùa không trùng với mình đang ăn thì nên di chuyển sang bùa đối diện của địch. Ví dụ như mình đang ăn bùa xanh mà bị cướp bùa đỏ thì tốt nhất là không giao tranh, vì giao tranh xong chắc chắn sang không kịp. Khôn ngoan là mò sang bùa đỏ của địch để trao đổi bùa ngay lập tức, để bạn không hề bị thọt mà chỉ là trao đổi bùa bình thường mà thôi. Top 3: giao tranh khô máu với đối thủ. Cách này nếu bạn kêu gọi được đồng đội đánh và đồng đội của bạn đang trong tư thế chuẩn bị và gần bạn, đương nhiên còn phải xét chất tướng đánh tốt đầu game hay không và số lượng ra sao thì mới giao tranh. Dồn vào một mục tiêu, bởi việc giao tranh thắng đầu game mà ăn được 1 hoặc 2 mạng đối thủ và đôi khi là quét sạch thì lợi thế cực kỳ lớn cho bạn. Còn nếu đồng đội không kịp hỗ trợ thì ngay lập tức bạn di chuyển sang bùa còn lại để ăn, tránh tình trạng mất tất cả. Top 2: khi bị cướp bùa mình đang ăn, kêu gọi đồng đội vòng ra sau lưng địch, cướp bùa đối diện của bùa mình. Ở đây có hai trường hợp. Trường hợp 1 là đấu trừng trị, nếu đối thủ cướp có số lượng tướng tương đương và chất tướng của bạn có thể tay đôi song phẳng thì đấu ngay trừng trị và làm hành lại đối thủ khi bạn giữ bùa thành công và vươn lên hơn đối thủ về cấp độ. Khi đó bạn vừa thắng đường hơn đối thủ mà đồng thời đồng đội bạn kịp thời cướp đi bùa đối diện của mình, đảm bảo cho việc bạn cùng đồng đội thắng cả hai đường và giành thêm một bùa lợi, quá lợi, và kẻ thiệt hại vừa kinh nghiệm vừa bùa đó chính là đối thủ. Còn trường hợp đấu trừng trị thua thì không sao cả, đồng đội bạn kịp thời ăn bùa của đối thủ rồi thì chỉ là trao đổi bùa song phương mà thôi. Ví dụ bạn ăn bùa đỏ thì kêu gọi đồng đội cướp bùa xanh của đối thủ, và ngược lại ăn bùa xanh thì cướp bùa đỏ khiến đối thủ tiến thoái khó phòng. Và thứ hai, phân tán lực lượng địch giúp bạn ứng phó tốt hơn và tình trạng xấu nhất chỉ trao đổi bùa. Top 1: quyết thủ chặt bùa. Kêu gọi đồng đội thủ bùa chặt khiến đối thủ muốn tấn công bùa đều phải bó tay chịu trói. Nhưng nếu đối thủ sử dụng chiến thuật toàn lực để cướp thì lợi thế chắc chắn thuộc về bạn, bởi khi đó đồng đội bạn hoàn toàn có thể linh động sang cướp bùa khác của đối thủ. Đó là cách trao đổi bùa thường xảy ra. Nhưng chỉ cần bạn có vị tướng mạnh đầu game thì việc thủ bùa không khó. Các đồng đội của bạn đừng vội vàng ra đường chính làm gì cả, cứ thong thả mà bảo kê bùa, căn chỉnh tốt thời gian lính và đẩy trụ. Chắc chắn việc thủ bùa cho đồng đội không hề khó khăn. Đừng bao giờ vừa vào game là lăn ra ăn quái lính mà cần canh phòng cẩn mật, bởi nếu đường rừng của bạn thất thủ thì gần như mọi đường đều có nguy cơ bị ganh và rơi vào tình trạng siêu tệ, đánh mất hoàn toàn thế cục của trận đấu. Trên đây là top 5 cách đối phó khi bị cướp rừng. Nếu đồng quan điểm mà có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.